kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay ngày 6 tháng 2. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Tết Nguyên đán miền Bắc có nơi xuống dưới 9 độ C. Làm gì khi thời tiết nồm ẩm nên nhà đổ mồ hôi? Khám phá 190 tác phẩm điêu khắc băng tuyết tại lễ hội Sapporo ở Nhật Bản. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trước đó một đợt không khí lạnh yếu tác động đến miền Bắc khiến nhiệt độ giảm nhẹ nhưng không đáng kể. Độ ẩm vẫn ở ngưỡng cao nên nồm ẩm tiếp diễn. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ sớm chấm dứt và một số nơi còn được dự báo nhiệt độ xuống dưới 9 độ C khi không khí lạnh mạnh tràn về. Cụ thể, đến khoảng ngày 8 tháng 2, tức 29 tháng Chạp, không khí lạnh tăng cường giúp tình trạng nồm ẩm chấm dứt. Miền Bắc chuyển rét nhanh với mức nhiệt thấp nhất ở đồng bằng từ 13 đến 16 độ. Vùng núi và trung du từ 10 đến 13 độ. Riêng khu vực núi cao có nơi dưới 9 độ. Tại Bắc Bộ, từ đêm ngày 3 đến ngày 4 tháng 2, tức từ 24 đến 25 tháng Chạp, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, trưa chiều trời nắng. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực đồng bằng, ven biển, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất hai khu vực từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Khu Tây Bắc từ 26 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Từ đêm ngày 4 đến ngày 7 tháng 2, tức từ 25 đến 28 tháng Chạp, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Khu Tây Bắc từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 2, tức từ 29 tháng Chạp đến 3 Tết, ngày 8 tháng 2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 9 tháng 2 có mưa vài nơi, trời chuyển rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 22 độ, vùng núi từ 13 đến 17 độ. Tại Trung Bộ, mưa dông có thể xuất hiện tập trung từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ ngày 9 tháng 2, tức 30 tháng Chạp, nhưng ít nguy cơ xảy ra mưa lớn. Các khu vực khác duy trì mưa rải rác, trời rét về đêm và sáng trong suốt dịp Tết. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng ráo, ít mưa. Thời tiết dịp Tết thuận lợi để người dân vui chơi, du xuân đầu năm. Riêng Đông Nam Bộ có thể nắng nóng với nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 35 độ C. Tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong hôm nay. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, đêm có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Thành phố Vinh nhiều mây không mưa, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Thành phố Huế có mây không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Thành phố Đà Nẵng hình thái thời tiết tương tự như thành phố Huế, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Và thành phố Hồ Chí Minh có mây không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Quý vị thân mến, người dân miền Bắc đang trải qua đợt nồm ẩm đầu tiên trong mùa xuân năm nay. Tình trạng này xuất hiện khi độ ẩm vượt quá 90%, đồng thời không khí lạnh suy yếu nhanh, khiến cho nhiệt độ trong nhà thấp hơn ngoài trời. Lúc này, hơi nước bị ngưng tụ, đọng lại trên các bề mặt như tường, nền, trần nhà. Sau đây sẽ là một số lời khuyên để người dân sẽ cảm thấy bớt khó chịu trong hình thái thời tiết này. Trước tình trạng nồm ẩm kéo dài, người dân hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào để tránh hơi ẩm xâm nhập vào nhà nhiều hơn. Dù đang trong thời điểm dọn dẹp nhà cửa trước Tết Nguyên đán, người dân cũng hạn chế dùng giấy ướt để lau sàn nhà khi trời nồm. Quần áo giặt xong nên được sấy khô bằng máy, tránh mùi ẩm ốc. Cùng với đó, thay vì bật quạt để hong khô nhà, người dân nên sử dụng các thiết bị hút ẩm chuyên dụng hoặc bật ở chế độ dry khô ở điều hòa. Việc bật quạt có thể khiến cho hơi ẩm trong nhà ngưng tụ nhiều hơn. Hiện tượng nồm cũng dễ khiến cho vi khuẩn nấm mốc xuất hiện. Người dân nên lau dọn các thiết bị vật dụng trong nhà bằng khăn khô thường xuyên, đặc biệt với những đồ dùng bằng gỗ. Các thực phẩm tích trữ cần bảo quản cẩn thận, tránh ẩm mốc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 5 tháng 2, một đợt không khí lạnh yếu tác động đến miền Bắc, khiến nhiệt độ giảm nhẹ nhưng không đáng kể. Độ ẩm vẫn ở ngưỡng cao nên nồm ẩm vẫn tiếp diễn. Đến khoảng ngày 8 tháng 2, tức 29 tháng Chạp, không khí lạnh tăng cường giúp tình trạng nồm ẩm chấm dứt. Miền Bắc chuyển rét nhanh với mức thấp nhất ở đồng bằng từ 13 đến 16 độ, vùng núi và trung du từ 10 đến 13 độ. Riêng khu vực núi cao có nơi dưới 9 độ. Trong 5 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 2, tức từ 29 đến 3 Tết,
Bắc Bộ rét buốt về đêm và sáng sớm, mưa nhỏ chỉ xuất hiện rải rác, tình trạng chủ đạo có thể là rét khô. Thưa quý vị, là một trong những lễ hội mùa đông lớn nhất của Nhật Bản, lễ hội băng tuyết Sapporo lần thứ 74 được tổ chức tại 3 địa điểm trong thành phố Sapporo và kéo dài đến ngày 11 tháng 2. Khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng khoảng 190 tác phẩm điêu khắc lớn nhỏ bằng băng tuyết được trưng bày tại lễ hội, bao gồm các tác phẩm do người dân địa phương chế tác và tạo dựng. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, lễ hội được tổ chức mà không có bất kỳ hạn chế nào liên quan đến đại dịch COVID-19. Tại địa điểm chính là công viên Odori ở trung tâm thành phố, khách tham quan ấn tượng trước tác phẩm điêu khắc băng tuyết cao 12 mét, thể hiện các nhân vật trong bộ truyện tranh Golden Kamuy nổi tiếng của Nhật Bản. Bộ truyện này khai thác về đề tài lịch sử, kể về dân tộc thiểu số Ainu ở miền Bắc nước này với nhiều nét văn hóa độc đáo. Các gian hàng bày bán và giới thiệu ẩm thực địa phương đã trở lại lễ hội năm nay sau những biện pháp kiểm soát COVID-19 được dỡ bỏ. Sana Tsukamono, 26 tuổi, du khách đến từ Kyoto, hào hứng chia sẻ. Các tác phẩm điêu khắc băng tuyết tại lễ hội không chỉ gây ấn tượng về kích thước mà còn bởi những chi tiết chạm trổ tinh tế. Lễ hội thường thu hút hơn 2 triệu khách tham quan mỗi năm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Do đại dịch, ban tổ chức đã thu nhỏ quy mô và tổ chức trực tuyến lễ hội băng tuyết Sapporo trong hai năm 2021 và 2022. Những người đam mê điêu khắc băng tuyết có thể ngắm và tìm hiểu mọi thông tin về những tác phẩm này trên trang chủ của lễ hội. Năm 2023 đánh dấu lễ hội trở lại lần đầu tiên sau 3 năm đại dịch, nhưng được tổ chức với quy mô thu hẹp. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên 3 miền trong hôm nay. Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét. Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nam Bộ có mây ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, riêng khu Tây Bắc từ 13 đến 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 24 đến 27 độ, phía Nam từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc đến Đông mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Bản tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh vào chiều tối nay ngày 6 tháng 2. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.